Màu kẻ mắt, cá tính. Xin chào, chào các bạn, lại là mình đây, cô bé tóc vàng. Và hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một cái sản phẩm mà hầu như bạn gái nào mà đã bước vào sự nghiệp trang điểm cũng như là con đường làm đẹp thì sẽ chắc chắn phải dùng đến và vô cùng quan trọng cho cái phần, một trong những cái phần quan trọng trên khuôn mặt của chúng ta mà để thu hút ánh nhìn cũng như là ghi điểm. Các bạn biết là gì không? Chính là ánh mắt đấy ạ. Thì đây, trên tay mình sẽ đem đến cho các bạn đây, chính là một sản phẩm này ạ. Phần sản phẩm đây là phấn bảng phấn kẻ mắt các bạn nhá. Đây là bảng phấn màu mắt đấy ạ. Các bạn có thể nhìn trên tay của mình đây thì cái màu, các cái màu này các bạn cầm thì chúng ta có thể quan sát qua được đúng không? Đây, đầu tiên là về phần thiết kế ở vỏ bên ngoài nhá. Ở bên ngoài thì các bạn có thể thấy thôi, phần thiết kế hình chữ nhật rất là vuông vức và chắc chắn. Đây là phần thông tin của sản phẩm. Đây thì mình sẽ đọc cho phần thông tin của sản phẩm đây ạ. Đây các bạn có thể là trang điểm màu màu mắt này hoặc là màu lông mày cũng được đây ạ. Đây có eye và eye pro ạ, make up. Cái trên này thì được làm bằng cái nắp trong suốt như thế này nên chúng ta có thể dễ dàng quan sát được các màu ở đây ạ. Và có 8 màu chủ đạo nhá. Đây, và bên trong đằng sau này là một màu đen. Màu đen rất là sang trọng và quý phái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở ra xem bên trong sản phẩm thì có những cái như nào nhá các bạn nhá. Đây các bạn sẽ có thể xem đầu tiên là về phần màu mắt ở bên trước nhá. Đây ở đây là có một cái chốt đấy ạ. Đấy, chúng ta sẽ mở ra. Đây các bạn xem. Đây các bạn có thể thấy chúng ta ở đây ạ. Có những cái màu này, màu rất là màu cá tính, ví dụ như là thường thường thì cái màu này ấy, thì hợp cho các bạn nào mà trang điểm, ví dụ như là đi vũ hội này, đi bar hoặc là chúng ta đi biểu diễn hơn. Còn nếu mà các bạn nào mà đi học hàng ngày hoặc là chỉ là trang điểm thường ngày nhẹ nhàng thì mình nghĩ cái màu này nó sẽ hơi khó để trang điểm và phối đồ đấy ạ. Thì các bạn có thể nhìn nhá, đây có hai màu đen đen xám này, màu nâu đồng này, màu tím này, đây màu trắng này, màu hồng lơ này, màu nâu, đây là màu này, màu nâu ấy ạ, nâu ánh sáng này, và kia là màu nâu sô cô la và màu đen đấy ạ. Tất cả các cái màu này thì rất là cá tính đúng không, thường thường là như vậy. Cho nên là cái màu này thì mình nghĩ là sẽ hợp với cả bạn nào mà thích trang điểm, ví dụ trang điểm mắt mèo này đấy, hoặc là trang điểm mắt mèo, mắt sách hoặc trang điểm đậm để chúng ta đi biểu diễn hoặc là có những cái vũ hội gì đấy, thì mình nghĩ là cái màu này rất là phù hợp và cá tính. Thì vâng, và bây giờ nếu bạn nào quan tâm thì nhớ like, share, subscribe kênh của mình để tìm hiểu thêm về sản phẩm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.